Ở vòng bán kết tuần này, các thí sinh sẽ tiếp tục mang đến những tiết mục hấp dẫn và thú vị cho sân khấu nghệ sĩ thần tượng. Bạch Mã Sơn đang chờ giờ hôn lễ, đừng lưu luyến làm chi để rồi cũng phải chịu chia lìa. Giống đó, nhiều hơn trò nữa. Mà nó giống nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Theo dõi lâu ngày bằng chân nắm trong tay, vậy mà ông ngại dài ca. Ca ba bài, ba câu vô phải nói nghe nó đã làm sao đâu á. Chị cảm ơn em. Giá như mà em ca dây xề thì bữa nay em sẽ lôi cuốn được cái tiết mục của em nhiều hơn. Anh cũng mong rằng em phải tự tin ở bản thân của mình thì em sẽ giống thần tượng mình chuẩn hơn. Liệu những màn hóa thân đặc biệt trong tập này sẽ mang đến điều bất ngờ gì? Bây giờ hãy cùng chào đón sự xuất hiện của người dẫn chương trình MC Đại Nghĩa. Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng. Thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng do Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh truyền Vĩnh Long 1, phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Thưa quý vị, hôm nay là đêm bán kết thứ 3 và chúng ta sẽ lại tiếp tục xem coi các thí sinh của chúng ta hóa thân thành những thần tượng, những nhân vật mà họ yêu thích như thế nào. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với ban giám khảo. Hãy cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Hai anh chị là có hẹn không? Mà sao bận đồ mà nó mismatch với nhau, nó hợp lý quá trời luôn. Dạ hôm nay lễ ra mắt. Ra mắt đàn trai đàn gái luôn không anh? Dạ đúng rồi. Dạ cô dâu chú rể ở đây rồi, còn bà mai bà mối hay bà má chồng má... Cái gì vậy? Ơi! Cái gì vậy? Má đây nè. Má tới bà má vợ. Má vợ. Dạ sẽ mời bà má vợ Thanh Hằng. À dạ, con chào má. Má. Trời ơi, tự nhiên đổi lên tiếng má. Ủa, vậy ai tự nhiên kêu lên má nè má con? Má này con. Tại vì nó đúng trong cái câu chuyện mà nãy giờ tụi em nói bên ngoài này. Trời cho nên chịu đi theo vậy thôi. Em chỉ đang thắc mắc thôi, ủa cô dâu chú rể ở đây rồi bà mai, bà mối, má chồng, má vợ đâu? Hoặc ít nhất sau đó em sẽ mồi một câu, à không biết bà chị vợ ở đâu ta? À vậy á, giờ vô làm lại. Hết giờ chị ơi. Không sao trơn trọi, bây giờ dù là cái vai trò gì đi chăng nữa thì chị xuất hiện, chị đứng ngay giữa, chị vẫn nổi nhất, cái bông của chị bự nhất. Quá trời. Đặc biệt nhất ra em ha. Dạ, cảm ơn ban giám khảo, xin mời các anh chị về vị trí của mình ạ. Và để mở đầu cho đêm nay thì chúng ta sẽ phải dành một lời cảm ơn chân thành đến với những người góp phần không nhỏ để nâng cho bài thi của các bạn lên một cái tầm cao hơn. Một tràng pháo tay dành cho ban nhạc Duy Kim. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần dự thi của thí sinh đầu tiên. Thí sinh này sẽ mang đến chúng ta một trích đoạn trong vở cải lương rất nổi tiếng Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn. Câu chuyện eo le tình cảm gây cấn ly kỳ này sẽ được diễn ra trên sân khấu với phần dự thi của thí sinh Nguyễn Quang cùng với phần trợ diễn của nghệ sĩ Tô Tiểu Long và Hoài Nhung. Có tiếng bước chân của ai? Có phải là Vũ Ca? Có phải là Vũ Ca đó không? Đúng rồi, chính là Hồ Vũ đại ca. Kìa, tại sao đôi mắt của Lão Cô Nương? Tại sao? Tại sao thế này? Vì bọn thần Long Giáo dùng sát hương phóng ám hại. Trời, Vũ Ca, em nghe tiếng Vũ Ca. Hình như Vũ Ca đang bị trọng thương. Không, không, tôi đã phá tan sập huyết bổ thần Long Giáo, dối giả về đây để tiễn bước Loan cô nương và các công tử về Bạch Mã Sơn cho kịp giờ hôn lễ. Về Bạch Mã Sơn là
làm sao mà về Bạch Mã Sơn với đôi mắt đã mê mù. Đừng khóc nữa Loan cô nương ơi, đừng khóc nữa, giữa lúc tôi sắp đi xa thì đôi mắt cô nương không còn ánh sáng, nhưng không còn nhìn thấy cuộc đời thì hạnh phúc chắc sẽ thăm tươi. Bạc đen không làm theo môi hồng, trên chuyến đò sang sông cô nương vui đào vợ chồng, cô nương không cần chờ mong thu, không em sẽ nghe chừng nhiều lá khô rơi là thu đã về rồi. Và giọng ve sầu đi non là trời đã duyên mình vào hà, gió bất lạnh lùng là đã bước sang đông, chim muôn rụng đã trên trăng là để đón chào chúa xuân. Không nhìn được đời em sẽ nhìn mặt kỷ niệm, anh sẽ tìm một chân lý giải chữa tâm tình cho mắt em được bình thường để nhìn đời vui hơn. Tôi vẫn còn đấy sừng sững như loài cổ thụ, tôi vẫn còn đây để bảo vệ cuộc hôn nhân. Và tôi vẫn bình yên chống kiếm đứng đây với lời tuyên thệ là sẽ bảo vệ di vật của Phùng lão nhân gia cho đến hơi thở sau cùng. Và tôi quyết tâm đưa công từ tới Bạch Mã Sơn mới chắc được an toàn. Trạc công tử, xin hãy đưa Loan cô nương về Bạch Mã Sơn cho kịp giờ hôn lễ. Vũ ca, Vũ ca có sao không? Vũ ca, đi mau đi, Vũ ca. Vũ ca, Vũ ca. Nhìn từng mùa thu rơi lá khô rắc rơi lệ vàng, từng giọt sầu rơi rơi lắng nghe xót xa nghẹn ngào, lòng ngậm ngùi thương tiếc nghe gió lộng ngoài hè, lạc loài từng cánh chim trời xa. Người ngoài ngàn dặm xa có nghe khô lệ vàng, lòng bùi ngùi tha khóc thương nhớ thương một người. Người ngoài ngàn dặm xa như cánh nhạn mịt mù,
ngàn dòng gió sương. Có nghe ngầm sâu đoàn cô đơn Vũ Ca. Tôi vẫn bình an vậy xin các công tử hãy sớm ra đi, vì Bạch Mã Sơn đang chờ giờ hôn lễ. Đừng lưu luyến làm chi để rồi cũng phải chịu chia lìa. Chủ con, đời đã định chúng ta không cùng chung bước đi về, thì xin cứ nặng lòng bận biểu, nên nhớ rằng mèo ốp là để ly tan. Trong cuộc hôn nhân của các công tử với cô nương, tôi tiếc không được giữ mừng chung rồi. Vậy xin kính chúc hai người bên duyên dai ngầu, bên những thương yêu và đi mau đi Vũ Ca. Con Vũ Huynh, tôi không sao cả, tôi sắp phải đi xa xa lắm. Vậy xin các công tử hãy thương yêu và bảo vệ Phùng Cấm Loan. Lời nghe ngào, tôi không có gì chúc mừng hôn nhân ngoài mối tình thâm, xin gửi hết lại nơi đây. Trong giờ phút kia xa, từ hôm nay và mãi đến trọn cuộc đời. Vũ Ca ơi, em nghe Vũ Ca từng nói mệt nhọc, mà lòng em như quất nghẹn. Phải chăng mình sắp chính biết nhau rồi? Còn đây là chiếc áo tôi xin đắp cho Vũ. Về nơi ấy xa xăm, còn lại đây chung kỷ niệm của hôm nào. Xin đa tạ lòng thương thương nghe. Chủ huynh, trước mắt tôi sao mờ mịt. Vũ Ca, Loan cô nương ơi, ta sắp vĩnh biệt nhau. Không. Xin đừng bị thương tiếc mà làm tan vỡ tương lai và hạnh phúc ở ngày mai. Không, Vũ Huynh, Vũ Huynh, chàng công tử. Vũ Ca, huynh có sao không? Trạc công tử, xin hãy bảo vệ Loan cô nương về Bạch Mã Sơn cho kịp giờ hôn lễ. Vũ huynh, tôi không sao đâu. Đi đi, đi mau đi. Vũ Ca, Loan sư muội, mình đi thôi, đi thôi Loan sư muội. Vũ Ca, Vũ. Cẩm Loan, rồi từng mùa thu đi lá
cô vẫn rơi rung nhiều. Lòng chợt buồn bâng khuâng bỗng dưng nhớ thương một người. Người ngoài ngàn dặm xa như cánh vàng mịt mù, người ngoài dầm gió sương có nghe ngậm sầu. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn trong vở Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn với phần dự thi của thí sinh Nguyễn Quang khi hóa thân thành nghệ sĩ Minh Cảnh cùng với sự trợ diễn của hai nghệ sĩ Tô Tiểu Long và Hoài Nhung. Kính thưa ban giám khảo, không biết anh chị nhận xét thế nào về phần dự thi này của Nguyễn Quang? Dạ, xin mời giám khảo Kim Tử Long ạ. Trước đó là nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn đã phá cách khi mà hát câu vọng cổ nhiều chữ. Thế hệ sau là cái người mà đi tiên phuông ca hơi dài đó là anh Hai Minh Cảnh. Trong một trích đoạn ngắn như vậy thôi mà ba cách vào thể hiện một cái làn hơi phong phú dài. Ngày hôm nay thì không biết là sức khỏe của Quang như thế nào. Kim Tử Long thấy là Nguyễn Quang hát không có được khỏe như những dòng trước. Hôm nay Nguyễn Quang lại ca dây thường nữa. Dạ, cái này sư phụ ca dây thường nên em cũng ca theo dây thường luôn. Nên nhớ một điều là dạ, sư phụ ca là sư phụ ca trong băng, ca quay. Nhưng mà ở ngoài sân khấu mà để mà mình ca cái dây thường như vậy á, nó làm cho Nguyễn Quang không sáng giọng. Nếu như ngày hôm nay Nguyễn Quang ca dây xề thì Long nghĩ là nó sẽ sáng hơn và giọng sẽ ngọt ngào hơn. Dạ, nếu như vậy thì bây giờ mình thử được không anh Long? Được chứ. Dạ. Vậy thì cùng với câu đó mình thử ca lại theo cái dây mà anh Long đề nghị nha. Đừng khóc nữa Loan cô nương ơi, đừng khóc nữa, giữa lúc tôi sắp đi xa thì đôi mắt cô nương không còn ánh sáng. Nhưng không còn nhìn thấy cuộc đời thì hạnh phúc chắc sẽ thắm tươi hơn. Là giống đó, nhiều hơn trời đó. Mà nó giống nhiều hơn giống nữa nhiều đó. Hơn nữa. Dạ, xin cảm ơn giám khảo Kim Tử Long. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Bữa nay là một cái dốc dáng này, một anh kép đứng trên sân khấu rất là đẹp. Rất tiếc rằng là ca dây kép thường cho nên nó không có được sáng. Nhưng mà nếu là nói về ca mà diễn trong ca thì có thể rằng là chăm chút trong đó được. Tô Tiểu Long và Hoài Nhung đã hỗ trợ cho em rất tốt. Hai em đã làm cho em nổi bật cái vai của em lên đi. Ca ba bài, ba câu vô phải nói nghe nó đã làm sao đâu á. Chị cảm ơn em. Cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng. Và xin mời nghệ sĩ Thoại Mỹ. Cái phần ca đó thì chị Mỹ hơi tiếc cho Quang một chút xíu, cũng như anh chị đã nói đó. Giá như mà em ca dây xề thì bữa nay em sẽ lôi cuốn được cái tiết mục của em nhiều hơn. Em bị thấp á, có những chữ chị Mỹ không nghe được. Chị Mỹ biết là chú Hai có ca bỏ nhỏ nhưng mà cái dây nó thấp, em xuống trầm á không nghe được. Nó rất uổng, nhưng mà đâu đó thì em cũng đã hoàn thành một cái vai rất là chỉnh chu. Dạ, xin cảm ơn các vị trong ban giám khảo ạ. Và hy vọng rằng nếu như mà mình có cơ hội mình đi tiếp á, mình hãy chú ý dù là nhỏ nhất những cái tiểu tiết mà ban giám khảo nhắc mình để mình làm tốt hơn Quang nha. Dạ, cảm ơn anh chị. Một lần nữa cảm ơn ban giám khảo và chúc mừng Nguyễn Quang. Dạ, thưa quý vị, trong sân khấu cải lương ngoài những cái vở tuồng cổ đặc sắc thì chúng ta còn có những cái vở mang màu sắc xã hội cũng đặc sắc không kém. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với phần ca cảnh Cái Bóng Bên Chồng. Và khi nhắc đến ca cảnh này, chúng ta sẽ nhớ ngay đến hình ảnh của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ trong vai người vợ Đinh Thị Thi. Và ngay bây giờ, trên sân khấu, nghệ sĩ Thần Tường sẽ tái hiện lại ca cảnh này với phần dự thi của thí sinh Nhật Anh Dương cùng với sự trợ diễn của nghệ sĩ Tiêu Minh Phụng. Ông Quỳnh Ngọc Ẩn ơi, là ông Quỳnh Ngọc Ẩn. Cái gì vậy bà Đinh Thị Thi? Ông đi đâu vậy? Thì tôi đi Ông đừng có nói với tôi là ông đi họp đi nghe. Chứ còn gì nữa. Cái gì? Giờ này đâu phải giờ làm việc mà ông đi họp. Thì giám đốc kêu mình họp giờ nào mình họp giờ nấy, bà hỏi lạ quá. Nè, tôi nói cho ông biết nè. Cái gì? Tôi biết hết trơn, ông đừng có chối quăng. Trời ông ơi. Ông đi bia ôm với ông thì ông hoàng. Ông đi gặp mấy con và ông đó. Ông sanh tập rồi có phải vậy không? Công việc bù đầu
phải đi sớm về khuya, đáng lẽ ra bà phải thông cảm cho tôi. Học đòi làm chi ba cái thói ghen hờn, xào xáo gia đình rồi thiên hạ cười chê. Tôi biết rồi. Biết cái gì? Ông thì công việc bù đầu, cho nên lúc nào ông cũng nói với tôi là ông đi họp. Thì tôi đi họp thì tôi nói đi họp chứ bà mắc cười không? Họp hết ban đêm rồi họp luôn tới sáng. Thì tại kêu giờ nào tôi đi họp giờ nấy. Chị gì ông có thật thương người. Cái này nói đúng nè. Họp ban ngày chưa đủ ông, họp cả ban đêm phải không? Cái gì vậy? Tại bà nghi ngờ nên bà nói vậy thôi. Chứ tôi là người đàn ông màu mực nhất công ty. Thôi thôi, mấy ông đèo bồng nên cái miệng nói chuyện đeo hà. Chuyên dùng lời ngon ngọt để gạt lừa con dơi giờ. Trời ơi. Theo dõi lâu ngày bằng chân nắm trong tay. Vậy mà ông cãi chài cãi coi. Trời ơi, tôi tức quá đi mà. Nè, đừng có chói cãi cho bằng chứng nè, cầm đi. Cái gì vậy? Trời ơi, quá đơn hồn bơi mà. Ơi, ông đi tắm, ở nhà còn hồn không còn tắm. Thì thằng Trí và thằng Hoàng nó kêu tôi lại đi học bơi, học lội. Ủa, tôi không có điểm đi học bơi à? Thì phải đi vậy để mai mốt tôi ship ông vui chứ. Thôi, chứ không phải vô nó gặp mấy nhỏ đó hả? Coi chừng tôi làm lớn, có nghe không còn ở. Trời ơi, có gì đâu mà làm lớn chuyện. Cười chế rồi xấu mặt ông chồng. Sợ xấu mặt hay thiệt đi? Thiệt với bà á. Chuyện này là do nói thằng Trí với thằng Hoàng. Nhiều lần nó biểu tôi là phải đi học bơi học lội. Tới chừng tới hồ bơi rồi thì trời ơi, tôi mới tá quả tâm tinh. Sao tá quả tâm tinh? Con gái gì mà nó đẹp khắp một hồ bơi, đứa lôi đứa kéo nó làm ngọt thơ. Chớ vợ đẹp như vậy thì lòng tôi đâu nỡ. Mèo mỡ gà đồng mèo mã lăng nhăn. Thôi, ông đừng có chói cãi nữa. Tôi nói thiệt cho ông đừng có nói dông dài nữa. Bây giờ tôi nói thiệt cho ông cái gì tôi cũng biết, cho cái chuyện gì của ông tôi biết hết tất cả. Bà biết cái gì mà sao bà biết? Tôi coi bói thấy không? Thấy không, tôi biết ngay mà cũng đi coi bói mà, thấy không? Bao nhiêu lần tôi nói với bà rồi, thấy không? Bà đừng có đi coi bói nữa. Lần trước đó bà nhớ không? Ha, đi coi bói xong cái về cái làm cái nồi cái lò lửa ngay trước nhà nè. Bắt tôi nhảy qua nhảy lại. Bà nói nam thất nữ cửu. Tôi nhảy 9 cái, bà bắt tôi nhảy lui lại 2 cái. Xíu nữa cháy cái quần. Thì như vậy nó phải linh chứ. Linh cái gì? Rồi cái lần trước tôi đi làm về đâu không biết. Bà nấu cái nồi nước xả, tôi vừa mới bước vô cửa bà xối từ trên đầu tôi bà xối xuống. Trời đất ơi, đi làm 3 ngày trời ha, mà người tôi còn hôi xả không luôn á. Thôi. Thì bà biểu tôi làm vậy mà. Biểu cái gì? Trời ơi, thôi tôi xin bà mai mốt đừng có đi coi bói nữa nghe. Mà thôi, ông đừng đánh trống lảng. Ông biết chuyện gia đình của Hoàng chưa? Sao không biết? Cái gì? Thì á, nó đi làm cái gì đó, xong rồi vợ nó giận hờn giờ về bên nhà bên mẹ nó rồi. Mà tại làm sao mà vợ nó bỏ đi không biết không? Thì cái chuyện là như vậy đây nè. Để tôi nói cho ông biết nè. Thì tại vì ông lộn xộn tùm lum, nhân viên nào vô mà đẹp á thì ông như là mất hồn. Thì đó. Vợ nước ngoài à, mà ông đâu có chịu nghe, cho nên bà vợ mà bỏ đi khỏi nhà. Đáng lắm á. Một lần cho tận tới nhà, nhiều lần nó rủ tôi đi chơi, tôi đều từ chối vì tôi đâu thích la cà. Chưa bắt tại trận thì mấy ông còn chối, chứ tôi biết á, mấy ông gặp con gái là gặp mắt lo le à. Cũng may là lúc nào cũng có tôi ngồi ở sau lưng nghe, nếu không thì ông sẽ chạy theo ông dê liền, đúng không? Trời ơi, để tôi nói cho bà nghe đây nè. Thôi, tôi biết ông sắp sửa nói gì với tôi à, tôi nghe mỗi ngày à. Sao bà biết? Thuộc lòng rồi. Bây giờ là ông tôi giống đổi chỗ nha đi. Ông làm vợ tôi làm chồng. Ủa là sao? Bây giờ làm không? Là giờ tôi qua đây tôi làm vợ. Tự nhiên cái xuống kèo ngang vậy. Bây giờ làm không? Rồi tôi chiều bà luôn đó. Rồi sao? Nghe đi nè. Ông nói với tôi mỗi ngày nè. Nói sao? Nghe nè. Bà là Đinh Thị Thi
chứ đâu phải là Đinh Thị Nghi đâu. Sao bà nói với tôi như vậy? Hay ta. Đúng không? Rồi sao nữa? Còn nữa, cái gương thằng Hoàng còn sờ sờ trước mắt tôi, đâu phải đồ ngu mà làm tan nát một gia đình. Hay trời. Nè ông nói nè, nghèo không tình, kêu thân tử theo dõi suốt đêm ngày. Đó chỗ, đó chỗ, đó chỗ. Mà trời ơi, ba cái chuyện đó ông khỏi cần nhắc nhở. Cho ông biết nè, ở công ty ông toàn là tay chân thuộc hạ của tôi không nói nghe. Cái gì ghê vậy? Chuyện răng đeo mới làm như vậy thôi. Mai ông biết chuyện lên đường hư ông đã tránh. Nếu không mọi người đều vô cùng kinh ngạc, vì thời buổi hôm nay có ông Thái Giám hiện hình. Trời ơi, cũng may là bà còn tin tưởng tôi, chứ nếu không thì trời ơi. Nhưng yên tâm đi, tôi là chồng mẫu mực, hạnh phúc gia đình phải dựng lấy nhiều gian khó, đừng vì phút sai lầm mà hối hận nghe ông. Thôi mà bà nói vậy thì thiệt sự là thôi, tôi bây giờ tôi mới thấy hối hận đây nè. Hả? Hối hận gì? Thì lỡ là bà nói vậy thì thôi, giờ tôi nói hoạch tẹt ra luôn đi. Là tôi có giấu bạn chuyện. Giấu chuyện không? Gì? Ông giấu chuyện gì? Ông nói mau cái gì vậy? Ông móc cái đây gì nè ra đây? Bà đọc đi. Thơ thơ gì đây? Thơ ông thú tội với tôi phải không? Thì đó, đó bà đọc đi. Trời rồi bà tha lỗi cho tôi. Tôi nghe. Biết ngay mà, thật rõ ràng thầy bói nói không có sai mà. Trời ơi, mỗi lần hèn chi, mỗi lần tôi đi coi bói nha, tôi đi coi bói ông đều cấm cản tôi không cho tôi đi coi bói nè. Đọc đi, đừng nói nhiều quá, đọc đi nghe. Đọc đi. Sao vậy? Đâu có kiến đâu, đọc. Không có. Rồi 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 rồi. Tài trợ luôn cho cái kiến nè. Ông đeo vô cho tôi coi. Rồi đeo vô cho bà đọc cho ha. Đó. Rồi. Thấy rõ không? Thấy rõ. Rồi đâu đọc lớn lên coi. Giấy quyết định. Ừ. Ông Quỳnh Ngọc Ẩn được bổ nhiệm làm giám đốc. Ha, ha. Ông được làm giám đốc thì mình cũng được làm bà giám đốc. Mình. Mình. Sao tự nhiên giờ cái tôi không muốn ai kêu tôi bằng mình hết trơn trời. Sao giờ tự nhiên tôi muốn người ta kêu tôi là ông giám đốc rồi nghe. Trời ơi, giám đốc Ẩn. Tiếp Ẩn ơi, sếp giỏi quá à nghe. Ê nói nghe nè, sao tự nhiên tôi thấy tôi hơi chảnh rồi đó. Giờ làm sao cho tôi coi được đi, chứ tôi thấy là tôi chảnh dữ lắm rồi đó. Sếp Ẩn. Sếp nghe em nói này nha. Nè, nói sao cho ngọt ngọt, nghe cho được cái lỗ tai nghe, chứ nói sân sẩn như nãy giờ là tôi thấy không được rồi đó. Nghe đây nè mình. Sao? Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Trời ơi chết tôi rồi. Chiều nào xò tóc ngồi bên rèm. Chết tôi rồi trời ơi. Thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi. Thì thôi mà ước chi nhiều. Tôi đi làm nha bà Thi. À, ông Quỳnh Ngọc Ẩn, ông Quỳnh Ngọc Ẩn. Thưa quý vị, vừa rồi là phần dự thi của thí sinh Nhật Anh Dương với ca cảnh Cái Bóng Bên Trong. Cảm ơn Tiêu Minh Phụng đã hỗ trợ cho Nhật Anh Dương trong phần thi này nhé. Cảm ơn em rất là nhiều. Và bây giờ thì xin được nghe ý kiến từ các vị giám khảo. Xin mời chị Thoại Mỹ ạ. Trong cái tiết mục này á, em diễn nó xôm sân khấu, nhưng mà chị Mỹ thấy là bữa nay Dương không có giống cô Huệ nhiều. Ngay cả ca là hai câu giọng cổ luôn, nhưng mà em xử lý cái cách của cô Huệ á, thì chị Mỹ thấy ít. Có dạ. Nghe kỹ cô Huệ trong cái tiết mục này không? Giống như những lần trước thì ban giám khảo có kêu sửa cái cách xuống giọng cổ. Nhưng anh Dương đã quen với cái cách của cô Huệ hát giọng cổ được cũ rồi. Nhưng mà ban giám khảo kêu sửa thì hôm nay như vậy thì Dương đã cố gắng hết sức rồi. Không phải, chị Mỹ nói không phải là cái xuống giọng cổ không, mà cái âm ca giọng cổ của cô Huệ á, mấy bữa em ca nó giống hơn. Mà dạ. Bữa nay á là chị Mỹ có cảm giác là em đang ca em buông. Em buông rồi cái giống như em giật mình em lấy lại để em ca cho giống.
Cho nên là có lúc giống lúc không. Mà cái giống bữa nay so với mấy vòng thi trước á, thì chị Mỹ thấy là Dương hôm nay Dương ít giống cô Huệ nhiều hơn. Chị Mỹ muốn Dương phải giống cái âm nhiều hơn và cái cách ca của cô Huệ nhiều hơn như những vòng thi trước nha. Dạ, cảm ơn giám khảo Thầy Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Chị Thanh Hằng cũng đã có xem chị Huệ diễn cái tiết mục này với lại chú Thanh Điền rồi. Đúng là cái âm của Dương nó cũng vẫn có mang máng của Thanh Kim Huệ trong đó. Nhưng chắc có lẽ vì cái tiết mục này nó làm cải tính cách của Dương, cho nên là Dương ráng cố gắng hết sức mình để mà mình có thể mình nói nhanh, rồi nói theo giống cho cô Huệ này kia nọ, thì nó làm như nó sẽ bị lệch đi cái cách giặt giống như của Thanh Kim Huệ, thì coi như nó bị hơi lệch chút xíu. Thôi thì chị cảm ơn Dương đã đến và làm tròn xong cái tiết mục của mình. Dạ, xin cảm ơn giám khảo Thanh Hằng và xin mời anh Kim Tử Long ạ. Trong câu vọng cổ vừa rồi á, là em vô hai lần. Lần thứ nhất đó, là có thể là em bị hơi gấp quá, nó làm cho cái chất giọng của chị Thanh Không Huệ á, nó không có thể hiện được ở trong cái làn hơi của em. Câu vọng cổ thứ hai á, thì em lại lấy cái lời ông Ngọc Ẩn để em ca. Em ca một cái câu nào mà của chị Huệ đó thì giọng em rất giống. Nhưng mà khi em ca một cái câu vọng cổ không phải là chị Huệ hát thì nó bị hụt. Nhưng mà không sao cả, trang phục nè, tóc tai là em giống nè, và cái cách biểu diễn của em, anh khen em là em rất là dạng dĩ sân khấu. Nếu như vào vòng chung kết thì chúng ta phải chọn những trích đoạn nào đắt giá nhất của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ nha. Cảm ơn ban giám khảo nhiều lắm. Cảm ơn ba vị giám khảo. Mỗi một bài thi sẽ là một bài học mới cho mình, đúng không em? Hy vọng rằng em sẽ tiếp thu những cái lời nhắn gửi từ phía ban giám khảo để hoàn thiện mình hơn ở những vần thi sau, nếu mình được đi tiếp em nhé. Cảm ơn ban giám khảo. Cảm ơn anh Nghĩa. Dạ thưa quý vị, với những ai yêu mến nghệ thuật cải lương thì chắc hẳn là không quên được vở kinh điển Khách sạn Hào Hoa. Và ngày hôm nay trên sân khấu, nghệ sĩ Thần Tượng sẽ thể hiện lại trích đoạn trong vở diễn kinh điển này với phần dự thi của thí sinh Thái Điền cùng với phần trợ diễn của nghệ sĩ Thi Nhung và Võ Ngọc Tân. Dạ thiếu tá. Chào em Hiếu. Dạ. Sao mấy bữa nay không thấy qua làm? Dạ. Dạ chắc là thiếu tá biết việc má tôi bị bắt. Má tôi bị bắt vì chuyện gì và giam ở đâu? Chắc là ông biết. Mấy chuyện đó tôi đâu cũng biết gì hơn em đâu. Dạ. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc bắt lầm. Sau khi mà người ta su tra xong, nếu ông dính líu gì tới mé bên kia thì cũng thả thôi. Ba cái chuyện bắt bớ đó là chuyện của người ta, chứ tôi cũng có biết gì đâu. Hiếu. Dạ. Ngồi đi. Cái chuyện mà má con bị bắt á, tôi không có biết gì đâu nha. Đừng hỏi tôi à. Ông thiếu tá cảnh sát nhà này mà không biết thì còn ai biết hơn nữa chứ. Nè, ông Trung Quý Ngọc. Dạ. Ông nói vậy là sao? Ông nên cẩn trọng cái lời nói của ông với tôi nghe. Dạ, theo suy nghĩ của tôi thì ở đây không có ai quyền lực bằng thiếu tá. Thiếu ông... tá. Thôi được rồi, em cứ, cô cứ yên tâm đi. Chuyện này để tôi điều tra coi sao, rồi có gì tôi cho hay. Dạ. Dạ thiếu tá ơi, thật lòng là tôi lo cho má của tôi lắm. Nhưng mà ngặt nỗi là tôi không có tiền. Không có tiền hả? Dạ. À thiếu tá đã nói như vậy rồi thì cô còn lo lắng gì nữa? Không lẽ ngài tính hồi lộ thiếu tá hay sao? Nè, cậu nói vậy. Dạ. Chẳng khác nào tôi ăn tạp hay gì. Dạ. Thiếu tá, bây giờ em không có thể nào mà không lo cho má của em được. Em biết làm sao hả thiếu tá? Thôi thôi được rồi, bây giờ cứ yên tâm, tập trung vô lo cho khách sạn của tôi đi. Còn cái chuyện đó tôi điều tra giùm cho. Khi nào mà có thông tin gì đó thì tôi nói cho hay. Dạ thiếu tá. Cái gì? Dạ bà tới à. Bà nào? Dạ bà thiếu tá đang đợi ngoài xe. Sao nãy giờ không nói sớm? Dạ. Không có nói sớm ha. Vợ tôi mà bà dẫn lên một cái đi ha. Là cậu chết với tôi đó. Dạ. Làm ăn cái gì không xong nữa. Có nhiều đó thôi, bởi vì làm hoài có một lon không lên nổi hả? Anh Ngọc,
Anh biết chuyện má tôi bị bắt sao? Có biết. Và tôi đã chạy lo cho dì hai từ sáng tới giờ. Nhưng khổ nỗi, cái lòng thiếu quyết của tôi không đủ uy tín để tháo củi sổ lộc cho dì hai. Cảm ơn anh đã có lòng lo cho má của tôi. Cảm ơn. Thật ra thì tôi đến đây không phải sự cảm ơn của Hiếu. Sự cảm ơn của Hiếu xuất phát tự đáy lòng. Nhưng Hiếu ơi, chắc chắn nay mai vì gì hai cũng được thả. Vì một lời hứa của tôi, một lời hứa của thiếu tá anh sẽ Ngọc có uy tín gấp trăm ngàn lần của tôi mà. Anh Ngọc, Hiếu, Hiếu ơi, Ngọc và Hiếu là đôi bạn chắc chỉ yêu thời thơ. Tuy có lúc tách rời nhưng cảm tình nồng hậu vẫn không quay. Thì nhận xét của tôi có làm đi chăng về cuộc đời thành mà tin của cô. Tôi chân thành nhận lỗi, xin đừng lừa dối đi nhau. Giờ tôi biết rằng từ lâu cô có liên quan mật cha cô mất còn chưa rõ. Có thể giữa quần sơn thấy hoạt động thấp vùng, dù còn dù mất tôi vẫn tin để tai họa đến với tôi thì anh cứ làm ngơ đi. Anh bận tâm làm gì? Làm sao không bận tâm cho được? Vì tôi đã biết rõ mưu đồ của thiếu tá. Và tôi biết rõ những chuyện gì đang xảy ra tại căn phòng này. Anh rình rập đến vậy sao? Rình rập có nghĩa là mà không, tôi thành thật xin lỗi Hiếu. Hôm nay tôi đến đây không phải để nói cái chuyện này. Nhưng Hiếu ơi, sự thật ấy rất đau lòng. Tốt hơn hết thì anh đừng nói ra sự thật đó. Vì tôi đã hiểu tận thâm tâm của nó, như có vẻ ghen tuông hằn học. Ghen tuông hằn học. Hiếu, còn lời lẽ nào nữa không? Em hãy nguyền rủa nữa đi. Em hãy nguyền rủa nữa đi cho vừa lòng hoa già. Hiếu ơi,
tôi tìm hiểu như cách như qua như khóm phong lan xưa lần về ngõ trúc như cánh nén nhớ mùa xuân quay về xứ cũ. Thì cũng như tôi tìm đến cô là do mối tâm tình từ thôi ấu của tôi hồn nhiên cùng tụng tăng đùa giỡn trước sân trường. Ngôi trường xưa của làng quê đại ngại tôi lưu luyến vô cùng, vì ở nơi đó có hai tâm hồn bé nhỏ nhà tấn kề kỷ niệm rất thâm sâu. Rồi lên Sài Gòn theo chung thật xa xôi, nhưng lòng vẫn nhớ về quê hương ngọt ngào dòng sông Hậu. Do trường về tới lại nhớ thương, nhớ khói sương mù của làng quê đại. Làng quê đại gãy đã không còn nữa, đã bao lần bình định xuất chương anh không biết điều đó. Vì những năm anh đi học ở Sài Gòn, anh chưa một lần về thăm đại gãy. Có một mùa bài trường cánh đó, tôi trở về quê thăm lại lại Sài Gòn. Chưa qua niên học thì quân trường ác nghiệt buộc tôi phải xa liền bèn sắt. Tôi không muốn làm một cái bom đạn, đi lo lắng tiền để làm cảnh sát để được yên thân. Giờ gặp lại nhau đây chưa kịp vui mừng, nhưng hiểu thì một bề hình khiến lòng tôi tê buốt tờ giá băng. Anh Ngọc, sao lại giá băng? Tôi cứ tưởng anh đã gửi trọn tình yêu cho cô con gái con của ông trung tá, là anh đã chọn phải nơi vừa lứa vừa đôi. Hạnh phúc như vậy đâu có dễ tìm đâu anh. Hạnh ôi hai tiếng đó nghe sao nó vừa lại vừa xa vời nhớ tận chính tầng mấy. Hiếu ơi, còn tôi là kẻ đang ở tận cùng sâu vực thẳm. Giữa biển người rộn rịp, giữa đất Sài Gòn son phấn xa quá, tôi là con thú tôi nghiêng. Quần quại trong đêm phòng bến đồ lưng hồi, tôi là con hồ điệp trong chốc gió Sài Gòn. Người ta đã vào tôi vào bẫy rập, dù sao cũng phải sống qua.
cứ mãi nhắc đến chuyện duyên tình. Sao không bao giờ anh nghe nhắc về làng quê Đại Ngãi, quê hương của chúng ta đó? Nếu quê hương của chúng ta không còn thì liệu chúng ta có còn ung dung trong tình yêu của đôi lứa? Cô Hiếu. Anh Ngọc. Tôi đã hiểu. Tôi đã hiểu được cô Hiếu. Cô đã nói rằng làng quê Đại Ngãi giờ không còn nữa, giờ chỉ còn có tôi và cô. Chúng ta sẽ tìm về, chúng ta sẽ tìm về lối quê xưa. Chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn của vở Khách Sạn Hào Hoa với phần dự thi của thí sinh Thái Điền cùng với phần trợ diễn của nghệ sĩ Thi Nhung và Võ Ngọc Tân. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe ý kiến từ các vị trong ban giám khảo. Xin mời ý kiến từ giám khảo Thanh Hằng. Chị nói đến đây là cái giọng ca của em. Em đã cố gắng hết sức mình để cho có một cái sự giống anh Giang Châu. Nhưng mà trong đó chỉ nghe thoang thoáng cái chất giọng của anh Giang Châu, chứ còn rặt coi như là cái âm giọng của em phải nói thật sự là khác hẳn. Đến cái vai này, cái nhân vật này em kém rất là nhiều. Phải ráng cố gắng nhiều hơn nữa để mình vẫn còn mang mãi cái hồn và cái lửa của người nghệ sĩ mình thần tượng. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Dạ, xin cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng. Xin mời nghệ sĩ Kim Tử Long ạ. Thái Điền làm cũng rất tốt á, nhưng mà chỉ có là kinh nghiệm chưa có thôi, chứ còn chất giọng thì giống anh Văn Châu. Anh thấy rõ ràng là em khớp quá, em hát chưa có tự nhiên. Chính vì cái hồi hộp, cái lo âu của em á, thành thử ra là khi mà em cố em hát cho giống anh Văn Châu á, có những chữ nó bị thé hơn. Thé. Anh cũng mong rằng em phải tự tin ở bản thân của mình. Với cái giọng hát này, tự tin lên thì em sẽ giống thần tượng mình chuẩn hơn. Dạ, xin cảm ơn giám khảo Kim Tử Long và xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Trong cái trích đoạn này, anh cũng cố gắng hết sức của mình rồi. Thoại Mỹ cũng thấy được anh cũng có những nét giống chú Văn Châu. Như anh Long nói á, nhiều khi mình ráng cố gắng để làm sao cho giống thì đâm ra mình bị thé. Anh Văn Châu đó không có bị cái thé đó, mà ảnh ca rất mềm. Ảnh đẩy hơi giống như chị Thanh Kim Huệ vậy đó. Ảnh ca nhẹ nhàng, cứ đi thả vậy đó. Thoại Mỹ mong rằng có những lời góp ý của chị Thanh Hằng, của anh Kim Tử Long, anh Điền sẽ rút ra được những kinh nghiệm để làm hành trang cho mình nha. Thoại Mỹ chúc mừng anh. Mình cũng đã hoàn thành vai diễn rồi, cũng đã nhận được những lời góp ý từ phía ban giám khảo. Hy vọng rằng anh sẽ có những phần trình diễn tốt hơn cho những lần thi sau anh nhé. Dạ, cảm ơn anh. Dạ thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có 3 phần thi rất là ấn tượng của các thí sinh trong đêm nay. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chúng tôi sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị vào đêm thi tuần sau. Vẫn là một đêm thi của vòng bán kết với những thí sinh còn lại. Thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng do Đài Truyền Vĩnh Long phục cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Cảm ơn các vị trong ban giám khảo, cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh Truyền Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh Truyền Vĩnh Long 2. Đại nghĩa xin trân trọng kính chào. Chặng đua của nghệ sĩ thần tượng đang ngày càng gay cấn khi vòng chung kết gần kề. Trong tập tiếp theo, các thí sinh còn lại sẽ mang đến những bất ngờ gì cho vòng bán kết và 4 tài năng nào sẽ nhận được tấm vé bước vào đêm thi chung kết. Đón xem tập 18 chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ Bảy ngày 3 tháng 12 trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 2.